Tôi sống nghề con cá này từ nhỏ tới lớn luôn, ba đời rồi. Ai trên bờ bán thì bán, còn cái số nào ai ở dưới sông này làm thì làm, yêu mới sống được, còn nếu không yêu là bỏ nghề rồi. Bây giờ một ngày vậy là được 100 kg rồi tới 5 triệu lận, nhiều tiền lắm. Từ chi phí con bỏ hết 2 triệu đi, cũng còn được 3 triệu bạn. Vàng dòng thì không có, mà sống được cơm no áo ấm, con cháu không có điếu thiếu ngày nào hết. Vậy là quý à. Cá làm lớp ngừ văn câu, ngừ thả lưới. Đó đó đó, ba chuột đó đó. Nó bủa lưới ra cái là giáp xong vậy đó. Cá bây giờ nó ít quá. Thôi với 10 năm trước nó đúng ra nó còn chưa được có 2% luôn. Ê, có đủ thứ cá chứ mà, cá linh thì nhiều. Đánh cá này á thì mình biết rằng tận dụng giữ gìn nó thì nó phải còn, còn mình muốn tuyệt quệ nó thì nó phải hết thôi. Cuộc sống á, ý của mình nó đủ thì nó đủ, phải không?